Hello anh em, chào mừng tất cả anh em cùng trở lại kênh YouTube của cơ sở lưới Phương Linh. Mình là Dũng. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với tất cả anh em một chiếc mẹt bẫy chim săn của bên mình, rất là hiệu quả, rất là mạnh. Đây, đây là chiếc mẹt bẫy chim săn của bên mình này. Chiếc mẹt này thì mình làm bằng thép nhá. Còn chiếc mẹt bên này là inox này. Anh em cần cái mẹt bằng thép hay là inox thì bên mình đều có hết nhá. Cái giá bằng thép thì nó sẽ rẻ hơn một chút nhá, so với inox. Inox thì nó hơi cao. Đây là cơ sở lưới Phương Linh của mình này. Số điện thoại này 0396754261 hoặc là Zalo này anh em nhá. Đấy, đây là cái bẫy là mình đã bố trí xong này, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đặt bẫy nhá. Cái bẫy này là mình đã đóng hai cái trông xuống rồi nè. Còn cái bẫy inox này thì mình chưa đóng nhá. Đây, inox thì mình tặng cho anh em hai cái cây inox luôn. Còn mẹt bằng thép thì tặng cho anh em hai cây bằng thép. Đó. Anh em nào cua cần mua bất cứ cái sản phẩm gì thì đều bên mình đều cung cấp hết nhá. Bây giờ thì mình sẽ gài thử chốt vào, mình sẽ bật thử cho anh em xem này. Đây là cái chốt đang ở chế độ chờ này. Chế độ chờ là nó gài bên dưới cái thanh này nhá. Còn đây là cầu thử này. Mình mở cái chốt ra này nhá. Đó. Rồi, mình sẽ gài cho cầu thử này. Ok chưa? Đấy. Như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ ném thử cho anh em xem qua cái độ bật cái lò xo của cái mẹt của bên mình như thế nào anh em nhá. Anh em nhìn này, cái lò xo này nó rất là lớn. Lò xo này là mình làm bằng thép 3 ly anh em nhá. Thép AC cực kỳ lớn luôn. Mẹt này mình là full này, màu đen này. Đó, sơn màu đen tĩnh điện này, sơn này là sơn tĩnh điện, đảm bảo anh em là mẹt là tuy là bằng thép nhưng mà không bao giờ rỉ được nhá, bởi vì mình sơn chống rỉ anh em nhá. Mình sẽ ném vô này. Đấy, anh em thấy chưa? Cái tốc độ bật rất là nhanh. Cái này cái thép 3 ly này nó bật, nếu mà anh em mà để tay vào bật gãy tay luôn, mình cam đoan luôn nhá, bật gãy tay luôn. Cực kỳ mạnh nha anh em nhá. Đây là cái mẹt bằng inox đây. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà anh em đặt bẫy này. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đặt bẫy nhá. Khi mà anh em nhận cái mẹt về thì anh em sẽ không biết cách mở ra để đặt bẫy. Anh em nào mà đã chơi lâu năm rồi thì biết, còn anh em nào mà mới chơi thì không rành đoạn này nhá. Cái mẹt khi mà anh em nhận thì nó sẽ đang ở cái chế độ như này. Đây là chế độ chờ này. Anh em phải bật ngược lại 360 độ này nhá. Anh em đè nó xuống này. Anh em lưu ý nhá, lò xo rất là mạnh nhá, dùng một cái lực. Đây, đẩy nó xuống. Đó, đẩy nó xuống như thế này. Thấy chưa? Cái lò xo là mình có làm chế độ chờ luôn. Nếu mà anh em muốn mở ra thì anh em có thể mở nó ra. Nhưng bây giờ là mình đang gài vào luôn rồi. Rồi. Kéo hết lưới vào trong lòng này nhá anh em nhá, kéo lưới vào trong lòng này luôn. Khóa cái chốt này. Khóa cái chốt xuống cái thanh này này để anh em làm một chế độ chờ. Khóa cái chốt xuống cái thanh này. Rồi, bắt đầu anh em mới đóng trông này. Nhá. Anh em mới đóng hai cái trông này xuống nhá. Đấy. Anh em nhớ là cả cái chốt này nè, xuống cái thanh sắt này nhá. Cái chốt này nè, để anh em đụng vào đây thì nó không có sập nhá, chứ không là vỡ mồm đấy. Kê cái chân vào đây cho chắc. Anh em đập xuống như này. Đó. Đập thẳng vô. Rồi. Đấy. Rồi, như vậy là xong, rất là đơn giản thôi. Rồi. Cái chỗ này thì anh em có thể đào một cái hố nhỏ nhỏ chỗ này ha, đào một hố nhỏ nhỏ chỗ này. Nhưng mà hôm nay thì mình quay clip không có thời gian đào hố anh em nhé. Đây, mình có một con gà con đây. Mình sẽ đặt nó vào trong lòng cầu tử này. Đó. Đây, con gà con này, mình sẽ đặt nó trong lòng cầu tử này. Khi mà con chim nó về á, nó xuống gắp con gà lên thì nó sẽ gắp vô cái cầu tử này. Cái cầu tử này thì cái chốt này mình đặt trong lòng cầu tử nó sẽ bị bung ra. Đây, cái chốt này mình sẽ đặt trong lòng cầu tử này. Anh em thấy chưa? Khi mà nó gắp xuống thì cái chốt này nó bung ra. Đồng nghĩa với cái mẹt nó sẽ sập lên. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó sập thử anh em xem nhá. Anh em lưu ý giúp mình là lưới này anh em để trong lòng này hết nhá, trong lòng cái hình bán người này nè. Đó, để nó không bị mắc vô bất kỳ chỗ nào nhá. Đây, số điện thoại của mình đầy đủ hết ở đây này, cơ sở lưới Phương Linh này. Bây giờ mình sẽ ném thử cho cái mẹt inox này xem qua nó sập như thế nào anh em nhá. Đây. Rồi nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Bật rất là mạnh. Lò xo của mình là lò xo là thép AC, thép 3 ly nhá, cực kỳ lớn nhá. Đó. Kéo lên là phải dùng cái lực này. Cái này mà để tay vào là bật gãy tay đấy anh em nhá. Cái lưới á, của cái mẹt inox á thì mình đan nó vào trong cái khung này luôn. Đó, anh em thấy không? Cái lưới mình đan vào trong cái khung này luôn. Còn cái lưới của cái mẹt thép ấy thì mình có dùng một cái sợi dây dù này để mình đan này. Anh em thấy chưa? Đó. Thì cái lưới này mình có nhuộm màu cỏ khô này hoặc là màu xanh rêu tùy theo ý thích của anh em này. Đây là mẹt bằng thép. Còn mẹt inox là mặc định là lưới màu đen nha anh em nhá. Đấy. Lưới này mình làm lưới dù thá rất là lớn này để bắt những con chim săn không có bị sẩy bội. Bây giờ anh em cần bất cứ cái loại mẹt nào cứ alo cho mình. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Xin chào tất cả anh em, chúc anh em một ngày tốt lành nhá. Bye bye anh em.